còn không cân đàn lão. Kiểm tra giùm em nha. Em không thích đâu hỏi. Rồi, xin mời chàng trai. Chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả các bạn. Dạ, em tên là Hà Thái Sơn, thì hiện nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên phòng liên quan tới giấy tờ trong ủy ban. Làm dạ. Trong ủy ban. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dễ thương quá. Xin chào chị Cát Tường thân thiện dễ thương. Kính chào chú Huyền Linh Lung Linh. Chú Huyền Linh Lung Linh. Em là Nguyễn Thị Bích Truyền, năm nay 24 tuổi, đang là giáo viên tiếng Anh ở trường Anh ngữ Việt Mỹ. Chú Huyền Linh chào con. Nhưng Truyền là mình dạy ở lứa tuổi nào? Nói chung là tất cả các mức độ, kể cả giao tiếp. Cấp độ cao cao cỡ anh Huyền Linh em có nhận không? Em rất là sẵn sàng để mà dạy cho chú Huyền Linh. Chú Quyền Linh là thực ra là tên Huyền Linh. Đúng rồi. Nhưng mà sao nhỉ? Giọng sao mà nó ngọt. Nó dễ thương quá. Nhưng mà em thích chú Hoa Linh hơn, tại vì tại vì chú Hoa Linh là người miền Trung, mà chú là có nhiều đóng góp cho chương trình và các nghệ sĩ. Nhưng mà chú Huyền Linh cũng là một trong những người Quyền Linh cũng là một trong những người mà có công với có công với ai? Có công với là tất cả các cái chương trình hiện tại là đang ở trên Việt Nam, đang rất là hot. Người đó ấn tượng rồi nha. Bạn nghe cái giọng nói này bạn cảm giác sao? Khá là ngọt ngào. Ngọt dễ thương đúng không? Dạ. Em thì nhà em cũng gần đủ hết rồi. Có nghĩa là bố em Thái Bình mà em Hà Tây. Em sinh ra Tây Ninh, sống ra thành phố. Có anh là ở Vĩnh Long và thiếu miền Trung. Giờ lấy vợ ở Huế. Dạ cũng chắc cũng được. Cũng được hả? Huế là ngọt em, lắm. Em nói là anh ơi. Để hai bên nói chuyện đi, hai bên nói chuyện đi. Chắc cái này tí nó khỏi kéo rèm luôn anh. Rồi, nói qua luôn. Nói gì xíu qua bức màn nói chuyện đi. Bắt đầu 2, 3. Anh sinh ra ở đâu? Bố mẹ mình là gốc Bắc nhưng mình sinh ra và lớn lên trong này. Có thể là coi là người trong này luôn. Dạ. Tiếp đi em. Tiếp đi. Dạ thôi bây giờ nhường lời cho MC ạ. Tại sao bạn chưa có bạn trai phải nhờ đến chương trình? Dạ em biết câu đó thì lúc nào lên em cũng sẽ được hỏi. Dạ. Thứ nhất là do môi trường làm việc toàn là học sinh không à. Mà con trai thì cũng không có có. Mà thứ hai là tại vì em đi dạy cái giờ khác của người khác. Người ta gọi là cái giờ hoàng đạo quá. Thì cái giờ em ở nhà thì họ đi làm. Còn cuối tuần em đi làm thì họ ở nhà. Cho nên hai người, hai thái cực không bao giờ gặp nhau. Mà học sinh lúc nào nói cố tao perfect lắm. Mọi thứ perfect. Perfect. Mà chỉ có một cái là lẽ mình quá trần quá cho nên cố tao mới phèo như vậy đấy. Giờ nghe từ bữa kể. Thì đó là lý do vì sao mà em ế. Bên kia lên tiếng đi chứ đẹp dạ. Thôi là... Có trải qua mối tình nào mà sâu đậm chưa? Có thể là hồi năm cấp 2. Yêu sớm vậy? Thầy thật sự không hiểu sao theo người ta cũng 4 năm được. Cấp 2 mà theo 4 năm luôn. Thầy quen từ lớp mấy tới lớp mấy? Dạ thì học chung năm lớp 6 chị. Quen tới lớp 9 chia tay. Quá dữ luôn. Nay gặp cặp này dữ à. Ủa đó giờ Truyền có mối tình nào chưa? Em có quen một mối tình mà anh đó nói là hứa là ra trường là đi hỏi, mà ra trường đi hỏi bạn khác. Kỳ vậy? Không, em nói thật, em lên đây là em thật sự là rất là muốn tìm được một nửa của mình. Và muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Rất là đơn giản là giọng ba em. Ba em cao 1m72. Thì có nghĩa là người yêu em sẽ cao trên 1m7 thì ok. Giá cũng không cần đen lắm. Không cần đen. Rất là mọi người nói là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có một cái quy luật là bù trừ. Nhỏ thì người yêu phải cao to mập mạp để mà hỗ trợ cho mình chứ. Người yêu mà nhỏ nhỏ rõ rõ như mình thì làm ăn được cái gì?
Không biết bạn sao cho tôi khoái bằng này nha. Qua coi anh. Muốn qua coi liền luôn á. Cao to dễ thương. Em cho chú à chợ. Bây giờ anh hay là chú, con hay là em, một cái một thôi. Dạ em cho chú Hoàng Linh. Con cho chú Hoàng Linh. À. Tiếp tiếp nha. Tiếp. Bạn đó là thì nói chung là có một công việc ổn định là được rồi, cũng không là cấn đo đong đếm gì. Bạn đó là nghèo hay giàu? Cô này càng nói tôi thấy càng lạ. À, em thích người đó là phải trung thủy, không lăng nhăng, không ga lăng. Không thích ga lăng. Đúng rồi. Ga lăng vừa thôi, ga lăng nhiều quá thì đi theo người khác mất. Còn không thích thì mình nghĩ là nói rồi. Rồi bạn nam. Ngoại hình thì chỉ cần vừa người, đừng có gầy quá nhìn không có sức sống. Tính cách thì là vui vẻ hòa đồng. Bạn kia quá vui. Rồi biết nước công da chánh một tí xíu cũng được. Không thích là những người bạn mà thô lỗ, có hình xăm, tóc màu quá sáng. Đầy gái Huế mà làm gì có nhuộm tóc rồi xăm mình. Trời ơi làm gì có, yên tâm có đi. Không chị? Không. Chị kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra cái ngoại thất thôi. Không. Nhiều người nói là bên ngoài quần áo tà tơi nhưng bên trong là nội thất phủ phê đầy đủ nó nên là bây giờ bạn em có không thích cái điểm gì ở người đàn ông không nè, qua coi nè. Em không thích là đâu hỏi lóng nhiều gì vậy. Thôi đụng chạm rồi, đụng chạm rồi. Còn ngoài ra được hết phải không? Đơn giản. Trời sao đầu không có tóc? Có nhưng mà nó hơi thưa tí xíu thôi. Chỗ có chỗ không lông. Chỗ không chỗ có. Không có nữa. Thật sự bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng có một tí gì đó gọi là có vốn. Có vốn. Dạ. Lấy vợ về mình sợ ở đâu? Nếu được thì về làm dâu nhà em. Trong nhà đông người không? Chỉ có hai chị em. Chị em thì lập gia đình rồi. Trời ơi, hai hộ dùng mất công lắm. Không sao, nhà rộng chị. Mỗi người một phòng đâu dính dáng với nhau đâu. Đủ là làm những gì mà bên kia không biết. Là làm gì? Làm gì bên kia không biết? Cái đó từ từ chị sẽ biết. Rồi ví dụ như bây giờ yêu nhau nào quyết định lấy nào mà giờ cô này cô muốn ra riêng thì có ra riêng được không? Có thể là được. Có thể được, vậy được rồi, có tiềm năng. Đồ như hai người gặp nhau quá. Làm dâu không? Răng được à? Răng được. Gãi Huệ má, truyền nhỏ. Bạn trai có đi chung với người thân không? Mà. Dạ có anh. Dạ bạn em. Rồi, rồi chào bạn. Bạn đánh giá cô gái ngồi trước mặt bạn như thế nào? Cũng dễ thương, cũng hiền lành. Không biết sao làm sao chứ em là em rất thích rồi đó. Bạn ấy bên kia, con có đi với ai không con? Cho con hỏi ạ. Em con ạ. Em con, em con đâu? Dạ thì em thấy anh ấy anh cũng dễ thương mà anh cũng dễ chiều. À, em nghĩ là chị mà cưới anh này về là chị cười suốt ngày luôn ấy, cười mà rụng rúng luôn. Nhìn anh rất là hòa đồng dễ thương, chị em rất thích anh này. Em anh ngồi về hả? Với em nhớ. Em thích thật không? Dạ thích. Em thích thật lên anh ngồi luôn. Thôi để hai người nói chuyện với nhau mới hay nè. Em chưa muốn nói chuyện. Em còn một tiết mục để tặng khán giả. Tại vì khán giả là đồ mưa đồ gió đến đây. Mà anh này muốn coi luôn sao? Dạ chưa, từ từ. Cái gì mình tính anh? Rồi ta nói cái gì cũng phải từ từ. Ăn cũng từ từ, đi cũng từ từ và ngủ cũng từ từ. Thì em xin gửi đến quý vị và các bạn một bài hát. Lần yên cơn gát, lần yên vườn trang, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Em quên lời rồi. Quá thật là ấn tượng. Sao anh, sao anh, sao anh? Không chịu là có người khác chịu đó nha. Bái phục à. Sao?
Gặp bên ấy chưa? Nếu có thời gian nhiều thì nó tiếp, mà không thì nhìn mặt nhau. Nhìn mặt nhau nữa. Kéo màn lên. Phải hỏi coi cho phép chưa mới dám kéo màn. Nói đi. Nói gì đi. Em chỉ thấy chú Huyền Linh thôi. Chú đó giống chú vậy đó. Đi trang chú vậy đó, được không? Có gì nguy hiểm đâu lên nghe vậy anh. Lạ lắm nè. Không hỏi có gì xảy ra sau lưng em. Lè lưỡi hoài. Đó, hai người gặp đi. Chào bạn. Thì cháu hai tặng bạn. Trời, đứng không? Cảm ơn. Đã có gì muốn hỏi mình không? Anh hỏi trước đi. Nãy đâu mình lành lắm mà giờ gặp tay mất nở. Cho mình hỏi là bạn thích đi du lịch không? Anh thích đi xem phim. Thì mục đích của mình là không biết tí nữa cái vé xem phim có được áp dụng liền không, nhưng mà mình em mua hai vé ở nhà em đi với chị em rồi. Vậy mình dùng bữa sau. Anh làm gì vậy? Em có thuốc cho anh bận gì uống trước đi. Bên này toán cặp này ghê á. Lá nhá. Không, tại vì cháu hay dài học sân á, mà hay cười à. Cười nhiều lắm. Chú khen á, chứ không phải là chị chơi đâu nha. Sao kêu uống thuốc? Chú uống. Phải cháu uống. Tiếp tục đi hai người. Vừa nãy thì mình có nói về cái vấn đề làm dâu á, thì bạn nghĩ như thế nào? Gia đình đông vui thì em rất là thích. Chắc chắn luôn, gia đình mình rất là đông. Có ăn cay không? Ăn ngày nào còn có ở khế đó. Không ăn được cay. Em của em ăn cay không có được. Mà ở với em chập riết cũng phải ăn à. Nhập gia tùy tục mà đúng không? Cái này giống như em đi ở rã quá vậy. Nhập gia tùy tục. Không, nói chung thì thôi anh hỏi tiếp đi. Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bây giờ chúng ta suy nghĩ thật kỹ để quyết định có bấm nút đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ trò chuyện mà có thổn thức trái tim hay không, nó mới là vấn đề quan trọng. Một. Hai. Ba. Chúc mừng hai bạn. Mình nắm tay nhau cái đi. Không, anh đâu có đòi quà đâu. Uống nhịp vậy chứ vậy. Nắm tay cảm giác hay sao? Ấm. Tại em đang bị ổn cho nên người em nóng. Đây, gửi tặng các bạn một cặp vé xem phim. Dạ, cảm ơn chân chân ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Vé xem phim này đi coi luôn được rồi đó. Xin cảm ơn ạ. Bạn biết nước đó để làm gì không? Dạ. Nước thảo dược để làm. Để cho thơm miệng à. Thơm miệng để làm gì? Đi dài. Em vẫn mở lòng ra, vẫn tiếp nhận. Em sợ trai đẹp lắm. Hiền với lại đảm đàng. Cho mình sống tình yêu của mình rất là đẹp mà. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Rất dễ thương. Hả màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em là Trịnh Thùy Trinh. Em sinh năm 85, năm nay em 30 tuổi. Đang là nhân viên văn phòng của công ty Microsoft, bộ phận điện thoại di động. Rồi, mời bạn trai. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em là tên là Tuấn nha. Gì Tuấn mà? Dạ, anh Tuấn nha. Anh Tuấn, dạ. Làm nghề gì? Là mình bán đậu, đồ anh, đậu nành, rồi đậu đen, rồi cà chua, đồ cà phê, đồ anh. Tức là trên cái xe hả bạn? Dạ, đúng hả? Rồi, đúng rồi. À, tức là có xe, vừa lái xe vừa bán luôn. Dạ, đúng rồi. Có ai phụ không? Dạ, không. À. Trinh giới thiệu về mình một chút xíu đi. Tính cách của em thì rất là đan xen, vừa hiện đại và vừa cổ điển. Ưu điểm của em là có thể nấu ăn. Đối với một số bạn bè nam á, mà khi mà nhận xét về mình á, đó là em biết quá nhiều mà. Nên biết quá nhiều quá, trai nó sợ. Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, có hai. Từ thời sinh viên lâu rồi. Từ hồi sinh viên là hồi mới 20 á, mà bây giờ 30 rồi, 10 năm không có bồ. Em vẫn mở lòng ra, vẫn tiếp nhận nhưng mà không có người phù hợp. Thật sự là muốn lấy chồng chưa?
Muốn lắm rồi đó chị. Muốn lắm rồi. Bên kia, bạn kia trải qua hai mối tình rồi. Bạn trải qua mấy mối tình? Dạ em thì không có nhớ lắm. Không nhớ tức là nhiều lắm hả? Nhiều quá hả bạn? Có một cái gì cảm xúc mà bất chợt nó xảy đến thì em sẽ nhớ. Chẳng hạn như em nghe một cái bài hát gì đó. Bạn nói thể nó cụ thể, thí dụ như vậy nè. Hồi xưa giờ bạn đó hôn bao nhiêu cô gái rồi? Hôn má thì chắc được hai rồi. Hôn môi mấy người? Có một người không? À, là con trai vậy đi bán rau củ quả về bạn có ngại không? Ngày nghề mình kiếm sống mà, có gì đâu mà ngại. Bạn làm công việc đó lâu chưa? Dạ thì cũng làm cách đây cũng được mấy năm rồi chị. Mấy năm rồi. Ngoài ra có làm gì thêm nữa không hay là chỉ đi bán mua đi bán vậy thôi? Dạ thì em cũng có dự định, mình cũng có sẵn có đất sẵn đó anh. Rồi mình cũng làm, mình kiếm tiền để mình xây, mình cho thuê phòng trọ đó. À, thuê phòng trọ. Dạ. À, có nghĩa là có đất sẵn rồi phải không? Dạ, dạ, dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ, em là người Sài Gòn, ở Bình Thạnh. Bây giờ ở nhà là ở với mấy người? Dạ, chỉ có em với lại mẹ. Hai mẹ con bây giờ nhà cũng rất cần người phụ nữ. Bạn muốn tìm một người như thế nào? Xinh đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Hiền với lại đảm đang là được. Em không thích phụ nữ nóng tính. Tại vì mình nóng tính cái nó dễ phá hủy mọi thứ lắm. Em có nóng tính không? Dạ không. Em thì thích mỗi người cao và to. Nhưng mà không cần đẹp trai. Em sợ trai đẹp lắm. Sao vậy? Chị thích trai đẹp lắm. Tại vì mấy mối tình trước em đẹp lắm mà không thành nên rút kinh nghiệm. Chỉ bình thường cả anh Quyền Linh là được rồi. Hèn chi ở mình. Chị đây mà chị còn không dám đu theo anh Quyền Linh nữa. Mà em ra anh Quyền Linh mà em cỡ anh Quyền Linh mà em mới bình thường thôi à. À, mình có cái điểm nào không thích ở người đàn ông? Chào anh, thần tượng của em. Chào bà. Em thích có râu giống anh Quyền Linh vậy đó. Thích có râu? Men à. Chưa chắc à. Em thích ốm quá. Tại nhìn nhìn nhỏ con giống như em của em vậy đó. Nhưng mà ví dụ anh này anh đi bán thì nếu yêu nhau về có phụ đi bán cho anh được không? Sắp xếp sau vậy làm mình đi bán chung. Bán chung luôn ha, cũng được ha. Không, nhỏ nhỏ con rồi rồi cũng dễ thương lắm. Không, em thích bụng. Hả? Em thích to con. To con hả? To con để làm gì? Ôm. Ôm nhỏ cũng được, ôm được vậy? Ôm bự sướng hơn. Ôm bự sướng hơn à? Lạ quá. Ráng về nuôi dài thôi, dài tháng là bự à. Tóm lại là cô cứ thích to vậy. Rồi, không to chị. Đâu đứng lên dòm tướng dòng đó. Thôi rồi, là làm sao? Dạ cái đó để em xong thôi, để em xử cho. Em xử được? Dạ được. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt nè, ngoài cái nghề muốn bán vòng vòng ngoài đường vậy đó là còn cái công việc gì khác nữa không? Trong hồ sơ đăng ký á, là em ghi là em có thể làm tổ chức tour du lịch. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sao nãy giờ tôi hỏi quá trời không khai? Dạ cái đó là nghề tay trái của em thôi. Sao cảm giác không có niềm tin vô cái người này nha? Dạ. Đây là mai mối nghiêm túc đàng hoàng nha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc mà chị. Vậy sau lúc mà bạn lên bạn đăng ký chương trình này, bạn ghi nghề chính của bạn là tổ chức tour du lịch, bạn đâu có nói gì tới cái vụ bán trái cây, nay lên đây tự nhiên lòi ra bán trái cây là tại vì cái đó thì lâu lâu thì mấy bạn có đăng ký tour du lịch rồi chị, giống như là tour đi bụi thôi chị, chứ không phải là giống như du lịch làm ở công ty. Vậy sao cái hồi đăng ký trong chương trình là họ không ghi là nghề chính bán trái cây mà ghi nghề chính là tour du lịch? Tính khè người ta hả? Dạ đâu có. Đây nè, chị nói tại sao như vậy? Dạ. Tại vì em ghi trong cái hồ sơ em đăng ký á là em nghề chính em là tổ chức tour du lịch. Cái cô bên này á, cổ ghi trong cái hồ sơ của cổ là cổ thích cái người tổ chức tour du lịch, cho nên chương trình mới mai mối hai người với nhau. Đùng cái lên đây em bán trái cây, cô này cổ đâu có thích bán trái cây. Coi như là mai mối trật rồi, đúng không? Dạ, mình dạ. Chính là cái nào thì mình phải ghi cái đó chứ. Dạ đúng rồi chị, mà nghề chính của em cái kia chị. Còn... cái kia là cái nào? Dạ thì bán hàng á chị. Bán hàng mà nhờ trong hồ sơ em ghi là ghi cái gì? Dạ thì em ghi thôi thì đồng chí này không được rồi. Dạ. Không việc rồi phong không việc. Có gì đâu, mình mua bán bình thường mà đúng không? Dạ, dạ. Thì bình thường sao gì? Bình thường không chịu ghi ai vô yêu, mình yêu thôi chứ không yêu thôi chứ. Tại nhiều khi dạ. Trong hồ sơ có mấy cô nào thích mấy anh bán trái cây thì sao? Cô này cô thích người tổ chức tour du lịch, cô đâu thích anh bán trái cây đâu. Trong khi có một cái cô đang theo dõi chương trình này, cô chờ bữa giờ cô thích cái anh bán trái cây, cô không được lên đây cũng ngồi. À, em đi đến đây với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Chào hai MC với toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay. Chào em luôn. Đánh giá em của em á, thế anh này là ok, năng động, cũng có một chút khiếu hài hước. Hy vọng là chị Trinh sẽ kiếm được một người bạn trai để có chồng luôn. Còn cái vụ mà nãy giờ mà tranh luận cái vụ mà nghề nghiệp cái đó em không quan trọng chị, công việc nào cũng vậy. Rồi còn bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn. Rồi chị có hỏi về vấn đề cái nghề nghiệp á, thì em nghĩ cái đó chỉ là vấn đề giấy tờ. Nhưng mà anh dám đối diện, mình phải suy nghĩ lại trước cả một đài truyền hình khán giả mà anh vẫn đối diện với sự thật. Anh vẫn nói, anh đâu hề giấu giếm. Đồng ý, nhưng mà vấn đề là khi mà ở đây mình tìm người mai mối á,
Thì nhiều khi mình tìm trật cái sở thích, cái quan điểm đi thì nó mất hay, đúng không? Nhưng mà anh có tổ chức du lịch. Nhưng mà anh vẫn có. Vâng, anh vẫn có tổ chức du lịch. Chuyện nhưng mà em thấy chị bên này như thế nào? Em cảm nhận chị bên này thì sâu sắc. Anh Tuấn là một người suy nghĩ mọi chuyện, suy xét mọi chuyện, anh mới quyết định hành động. Thì em nghĩ là có thể là phù hợp. Rồi, cho bạn cơ hội cuối cùng 2 phút để thuyết phục đổi nghề giữa du lịch sang bán trái cây. Kéo màn. Rồi, kéo màn. 2 phút bắt đầu. Ưu tiên cho phụ nữ. Dạ, chào anh. Anh ở Bình Thạnh, là công việc của anh là đi đẩy cái xe trái cây đó trong khu vực Bình Thạnh hay có qua khu vực khác không? Dạ có rồi. Dạ có, được rồi, anh đừng có dạ, em ngại lắm. Ngoài cái đó ra thì anh thích kinh doanh, đi du lịch bụi, về nghệ thuật sáng tạo rồi. Rồi thích làm bếp. Có thể nấu ăn chứ. À, cái đó thì được. Dạ, anh nghĩ mình có phải là người gia trưởng không? Dù anh không thích không thích gì, anh vẫn tôn trọng tự do của em, không áp đặt hay gì bất cứ điều gì hết. Cái nhìn đầu tiên về em như thế nào? Một cô gái duyên dáng, fashion. Người ta nói phụ nữ đẹp là nhờ vải vóc, mặt đẹp nhờ make up. Nỡ rớt make up xuống còn 2 điểm liệt, chịu không? Đòi nghi đó. Mấy nước cũng trèo mà. Em không có tin vào tình yêu à? À, cũng có. Nếu em tin vào sao em hỏi những câu đó? Không, tại vì người ta nói đàn ông thì yêu bằng mắt mà. Đúng, mà nhiều khi anh nhìn vào em, anh nói ồ đẹp quá, fashion quá. Nhưng mà lúc nào đó khi mà đến nhà đi, chưa kịp make up, chưa làm gì hết, thấy đẹp quá, phải nói anh trước nói chứ. Anh nói em là fashion, tức là em mặc đồ rất là đẹp. Cái đồng của em mặc á, trắng đen, xuống dưới đó màu đỏ. Đừng, đừng xuống đỏ. Nữa, đừng xuống nữa, đừng xuống nữa. Em thích du lịch không? Dạ có. Em thích đi đâu? À, thích đi du lịch bụi, dạng phượt. Khi mà kết hôn thì anh ở riêng hay là ở chung với bố mẹ? Anh muốn ở ngoài đảo. Em thích làm Robinson. Không, là mình ở ngoài đảo, tại vì đảo nó rất là thơ mộng, rất là đẹp lắm. Sau đó mình có thể mình xây nhà, mình ở. Ra đảo sao anh bán trái cây được? Thì anh bỏ trái cây, anh cùng em ra đảo sống. Giờ mình sống tình yêu mình rất là đẹp mà. Không, em không có lãng mạn như vậy. Bây giờ lấy nhau về ở với mẹ sao, chăm sóc mẹ gì. Thảo thẳng vấn đề đi. Nó lan man quá ngoài đảo không à. Đất bạn có là ở đâu? Cũng ở chơi Bình Thạnh luôn á chị. Sao không xây nhà lên đất ở, cứ vợ đi ra đảo làm chi trời. Mình ở chỗ khác, chỗ đó thuê, mỗi tháng mình lấy tiền thôi chị. Lấy tiền ra đảo ở? Không, lấy tiền mình bỏ ngân hàng chị. Bỏ ngân hàng mình lấy lãi, mình ra đảo mình sống. Mỗi người sẽ có một câu nữa, gọi là thuyết phục người khác nhấn chuông. Em nghĩ sao vậy anh? Mời bạn Nam nói trước đi. Là một người chân thật, thẳng thắn. Anh nghĩ chúng mình nên bấm nút đi. Ra ngoài chúng mình sẽ có nhiều thời gian hòa ngọt. Hết thời gian. Nhờ bạn ấy phát nói tôi mới biết là ở trên bằng một cái đầm trên là đen trắng, rất là đẹp. Ở dưới là màu đỏ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ là không bấm nút? Em cần một cái người thực tế hơn. Anh này thì thật thà thì có, nhưng mà anh hơi dắt đi vòng vòng, em sợ đi lạc đường lắm. Mình sẽ là bạn với nhau thôi, mình cũng trao đổi những cái gì trong cuộc sống cho nó vui ha. Có thêm một người bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn anh Quỳnh. Nhưng mà biết công việc sắp tới là con chắc chắn sẽ nóng á. Cầm cái nước sẵn. Con thì trải qua 2 mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn. Con trải qua một mối tình duy nhất. Một mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Rồi lớp 8 hả? À, có người khác thiệt, nhưng không phải con gái. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, ngồi đi em. Nào bây giờ em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh và được chào con. Anh trai nhà kế bên. Dạ, con tên là Yến Nhi, năm nay con 20 tuổi. Wow, mới có 20 tuổi thôi hả? Dạ. Trời ơi, làm gì lo xa dữ vậy, 20 tuổi mà chưa gì đã phải lên bảng mối hẹn hò.
Dạ, mặc dù mới 20 tuổi nhưng mà con trải qua một vài mối tình cũng lên tăng sông máu nhiều lắm. Cho nên là cho nên là con với lại mẹ cũng tin tưởng bên chương trình đó. Cho nên là muốn tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc, dạ. Và thế là chúng ta có mặt ở Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn con với gia đình đã tin tưởng chương trình. Còn em trai Chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và tất cả khán giả. Anh tên là Nguyễn Hữu Trí, hôm nay con 24 tuổi. Con quê ở Đồng Tháp, hiện con sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì? Hiện tại con là kỹ sư điện. Làm ở quận mấy? Hiện tại con đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh. Con làm cái gì? Dạ, hiện tại con đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty gốm sứ. Rồi bây giờ bên đàn gái cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, cái ưu điểm của con thì con không có gì ngoài nhiệt tình với chân thành hết. Với lại con có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Nhưng mà chắc do ông tổ nghề không độ cho nên là con qua làm sale luôn. Vậy con là thế mạnh gì, ca hát hay biểu diễn? Dạ, con thì hát được ạ. Vậy hả, đâu dạ. Con hát thử coi. Dạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm êm mang, từ tận sâu trái tim đang mơ màng, mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Tức là giọng của con thế này là nếu con muốn đi vào ngành nghệ thuật, con phải cần học cơ bản và luyện cho nó có nội lực hơn chút xíu nữa. Dạ. Ha? Vậy là con có điểm yếu gì? Dạ, điểm yếu của con thì nhiều lắm, vô vàng luôn. Yếu nhất là gì? Dạ, yếu nhất là ăn nhiều và lười. Lười. Dạ. Vậy đó. Yếu ăn nhất nhiều là... mà lười là mập đó con. Dạ không, nhưng mà con đụng cái trời phú là con không có mập, con chỉ tròn tròn có da có thịt thôi. Với lại con có cái khuyết điểm nữa như là con thấy cũng rất là lớn luôn, đó là giỏi chuyện giường chiếu. Giỏi chuyện giường chiếu. Con có thể ngủ 15 tiếng một ngày mà ngủ liên tục luôn. Rồi làm chú giật mình. Chú nghe gì giỏi chuyện giường chiếu chú giật mình ra nó. Ủa, ngủ. Chú Linh, Linh nghĩ tới cái gì vậy Linh? Thì ai bé nghe nó nói trong cái thái độ rất là trong sáng là Vân hiểu là mê ngủ rồi. Thì không có phải mình Linh nghĩ mà ai nói tôi giỏi chuyện giường chiếu là không bao giờ ta nghĩ chuyện ngủ hết trơn á. Không, mình Linh nghĩ vậy thôi à. Sao Vân nghe có. Con nghĩ biết ngay là nhỏ mê ngủ. Nghe dễ hiểu lầm. Cười. Bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì. Thì điểm mạnh của con chính là năng động, hòa đồng mà vui vẻ. Thì con sống làm việc có kế hoạch. Tốt. Còn về nhược điểm thì con hơi nóng tính. Cho lúc trong công việc thì cũng áp lực, cũng có chút nóng tính. Con làm gì? Thì khi mà biết công việc sắp tới làm con chắc chắn sẽ nóng á. Cầm chai nước sẵn. Khi mà thấy không ổn, khi mà chuẩn bị nóng lên thì sẽ uống. Rồi tưởng đâu đập ly nước chứ. Uống nước thì không sao con ha. Trời ơi, rồi công việc của con mà con nóng tính, có khi nào con bị điện giật không? Dạ cũng có thỉnh thoảng cô ơi. Ta khi làm bất cẩn cũng có nhưng mà rất ít. Nóng quá đừng có tạt nước vô chỗ điện nha con. Nổi điên á, đang cầm ly nước tạt một cái phạt rồi. Bây giờ mình nói về tình duyên đi. Về tình duyên thì con chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Một mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Rồi lớp 8 hả? Lớp 8 yêu rồi. Con giao tình khoảng 5 năm là tới hết năm nhất đại học con chia tay. Từ lớp 8 mình yêu 5 năm luôn. Dạ. Trời ơi trời. Xong rồi tới bây giờ con không quen ai nữa, cũng 5 năm rồi. Wow, là mấy năm rồi con ngưng? Dạ khoảng 5 năm rồi cô. 5 năm rồi hả? Dạ. Cái mối tình đó đặc biệt lắm, sao mà con chia tay được con? Dạ do là bạn nữ không tin con, nghĩ con về quê thì sẽ quen người khác nữa. Cho nên là ở trên đấy, ở trên Sài Gòn bạn đó quen thêm một người nữa. Trời ơi. Cho nên con mới chia tay luôn. Còn con thì sao? Dạ con thì trải qua 2 mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn cô. Làm sao? Dạ mối đầu tiên là quen hồi năm lớp 10, cũng tầm khoảng được 1 năm thì mọi thứ vẫn rất là bình thường luôn. Xong một khoảng thời gian cái thấy bạn này không nói chuyện nữa, thái độ lạnh nhạt. Xong thì con nghĩ là rồi vậy thì không có cách nào khác, chỉ là có một nhỏ khác thôi. Xong cái cũng con cũng tìm hiểu, con cũng đi theo dõi. Xong đến lúc phát hiện ra là à có người khác thiệt, nhưng mà không phải con gái. Không phải con gái.
Vậy đó hả? Dạ, thì dạ, cũng yêu, là yêu anh ấy, yêu dạ, một chị em tăng với nhau song thiệt chứ. Dạ, tăng song thiệt. Suốt một năm trời là con quen với một người chị mà con không biết đúng không? Nhưng mà bề ngoài không có tỏ ra một cái tín hiệu gì là chị luôn, rất là man và kiểu như rất là bad boy, rất là dân chơi luôn. Nghiệt ngã quá. Thiệt là tăng song chứ. Rồi cuối cùng mối tình thứ nhì. Dạ, sao? Mối tình thứ nhì thì cũng có một người thứ ba chen vô. À, được mấy năm? Dạ, khoảng một năm hơn. Một năm hơn? Dạ. Bây giờ là con đã ngưng yêu mấy năm rồi? Dạ, tầm một năm rồi. Một năm rồi đúng không? Bạn kia là tới 5 năm, tỷ lệ là 5 trên 1 á ha. Rồi bây giờ con muốn tìm một mối tình thế nào nè con trai? Thì về hình mẫu của con thì mẫu bạn gái thì cỡ cao khoảng 1m55 trở lên. 55. Da trắng thì nụ cười có duyên. Da trắng, nụ cười có duyên. Về tính cách thì biết quan tâm và chia sẻ với mọi người. Về chung thủy là được. Chung thủy. Chào rồi. Con. Dạ, chào cô. Con không thích cái điều gì ở con gái? Con không thích cái tính hay cằn càm ràm á. Càm ràm là con không thích phải không? Dạ. Có đó gì? Là đức tính rồi con ơi. Phụ nữ nào cũng càm ràm á. Nào vậy? Con có hay càm ràm không? Con nói một tiếng công bằng cho cô coi. Thì làm cái gì con có mới càm ràm, như bình thường con đâu nói gì đâu. Ừ đúng không? Dạ. Rồi thế nào cũng càm ràm. Bây giờ là chú sẽ qua coi coi nhà gái sao ha. Cho tôi xem mắt nhà gái xíu coi nào. Hơi bị chảnh nha bạn. Con nhờ chú. À, chào con. Nụ cười rất là duyên dáng. Có kinh nghiệm trong tình yêu hả con hả? Kinh nghiệm hồi nào ta yêu chị em mà nói gì vậy? Ta thì, nguyên một năm trời cũng, là ta thì cũng quen có với một trả người giá vậy. Tình yêu thì coi sao? Như chưa có kinh nghiệm luôn. Chưa có kinh nghiệm gì luôn trời. Con muốn mẫu hình lý tưởng của con là người đàn ông thế nào? Dạ thì con không yêu cầu gì nhiều lắm về bề ngoài, quan trọng là tính cách thôi. Anh đó mặn mà một xíu. Mặn mà là sao? Là dạ. Là nước da đen hả? Dạ không, mặn mà trong cách nói chuyện và lối sống. Duyên dáng mặn mòi đó. Dạ, phải không? Đúng rồi. Hài hước chút đó đúng không? Dạ. Cao to đen hôi thì cũng được. Cao to đen trắng được không? Dạ được luôn. Thôi như vậy thì mình đã hỏi ý kiến hai bên rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi. Gia đình bên gái con đi với ai? Dạ nay con đi với mẹ con. À, chào cô. Cô thấy sao, hai đứa nó hợp nhau không? Dạ thì mới gặp nhau thì chưa biết làm sao, mà chưa thấy mặt nữa, thành ra là không biết làm sao, để cho hai đứa tìm hiểu. Nhưng mà theo cô nãy giờ ngồi nhìn nói chuyện hai bên đó, hai cháu đó thì cô thấy làm sao? Được. Thấy được đúng không? Được. Thấy bây giờ mẹ chàng rể tương lai là thế nào? Nếu mà chàng rể tương lai thì làm về nghề điện thì giống ba nó. Ba cũng làm về kỹ sư điện. Thì hợp quá. Có đẹp trai bằng ba nó không? Cũng 9-10 với ba nó. Ba nó cũng đẹp lắm. Trời ơi. Vậy là yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em đi với ai? Dạ con đi với ai? Em họ con. Con xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Hồng Vân và chào bác gái nhà gái ạ. Con nhận xét là bạn gái bên đây là có vẻ là hợp với anh con. Là đầu tiên là về ngoại hình là giống như người mà anh con đặt mục tiêu lúc ở nhà, là một bạn nữ là cao từ 1m55 trở lên. Rồi da trắng, dễ thương và nói chuyện cái giọng rất là ngọt. Thì con mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Bên đây thì anh con thì như bạn gái này mong muốn đó, là một người rất là mặn. Anh con mặn lắm. Tâm lý và cũng rất là biết là yêu thương phụ nữ, cho nên là nghĩ là hai anh chị là sẽ có thể là đến với nhau được. Rồi, phấn khởi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi tặng quà tặng cáp cho nhau đi. Đó. Chào. Dạ, em chào anh. Em có món quà này tặng cho em. Đó chính là một cặp tách. Hy vọng là anh và em có thể cùng nhau pha đi cà phê và thưởng thức hương vị ngọt đắng của nó. Dạ, cảm ơn anh. Em có món quà gửi tặng anh. Cái này em có tặng anh một cái bóp. Cái ý nghĩa em muốn gửi là mặc dù là có thể anh đi làm á, em không thể nào bên cạnh anh được, thì cái ví này sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh, bên cạnh anh trong những lúc vui lúc buồn, cũng giống như em luôn bên cạnh anh. Cảm ơn. Rồi hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Cảm nhận của em về anh như thế nào? Ban đầu thì em chưa, lúc mà chưa nhìn thấy anh á, nhưng mà nghe về cái tính cách của anh thì em thấy là ok. Em không có quan trọng hóa về cái mặt bề ngoài, quan trọng là bên trong tâm hồn và tính cách thôi. Anh thấy sao về em? Không, chưa thấy, thấy hết. Thấy hết à? Thấy hết. Thích, thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. Thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. Nói chung thì em rất giống cái hình mẫu mà anh đặt ra. Anh thích nhất là nụ cười.
và tóc mắt. Cảm ơn anh. Anh có hay ghen không? Tại vì em cái tính cách của em thì nó hơi mạnh mẽ, nó không giống như con gái thùy mị mặc dù em áo đầm. Tại vì từ hồi lúc nhỏ em chơi với bạn toàn là con trai không thôi, cho nên là em cũng hơi manly một xíu. Không, nếu mà quen nhau mà tin tưởng thì cũng không đến mức độ phải ghen quá mức đâu. Chứ ghen ở mức bình thường chắc cũng phải có, ai cũng có mà. Với lại anh có thích con gái mà dữ không? Anh có sợ con gái dữ không? Dữ dằn á? Hung dữ á hả? Không, nếu mà tùy chuyện chứ chuyện nào cũng hung dữ là thấy hơi mệt đó nha. Anh nhìn em có giống như hung dữ không? Cái đó hình chưa biết, cái nhà tiếp xúc nhiều mới biết được. Ý là nếu như bình thường á thì em rất là bình thường ngọt ngào như thế này thôi. Nhưng mà anh đừng có làm gì em tăng sóng máu lên là có chuyện liền. Không, nhưng mà những chuyện như thế nào thì mới khiến em có thể lên tăng xong để biết mà né tránh được. Ý là nói dối nhiều nè, với lại cái gì đó cứ mập mờ, không có giải thích rõ cho em. Thì cái đó là mấy thôi, còn bình thường em dễ chịu. Rồi với con lại, tăng xong rồi con làm gì? Con tăng xong là con hay nói. Con chỉ nói ngay lúc đó rồi thôi. Xong rồi thôi, nói cho nó thả con giận lúc đó thôi. Chứ xong rồi không có để bụng không gì hết. Không, em cách nói lúc mà em tức á, rồi em nói có kiểu mà như cần đập đồ hay luyện đồ không? Không, đó giờ em chưa đập đồ, luyện đồ hay gì luôn. Ý là giận gì thì em la là anh, tại sao anh vậy anh không nghe là, em nói gì. Tức là khi em nóng lên hay là bực cái gì đó là nói với người khác ngay lập tức luôn. Đúng rồi, em sẽ thẳng thắn chia sẻ luôn. Chứ em nghĩ là nếu mà giữ trong lòng yêu em gì đó lâu ngày á, cái sự hiểu lầm nó càng lớn, nó sẽ không tốt cho mối quan hệ. Cái tính đấy rất là giống mẹ anh. Mẹ anh cũng bực tức cái gì là nói thẳng luôn, không để trong lòng. Mình giao lưu văn nghệ chút đi ha, mỗi đứa hát tặng nhau được một câu nào đó. Bạn Nam hát trước đi. Dạ, thì con xin hát bài Em Là Của Anh. Rồi, tiến tới nắm tay bạn gái hát đi cho nó tình cảm nào. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác bên nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay đôi ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Bạn gái đáp lại đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh, em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rồi. Rồi. Hai đứa nó nhỏ tuổi mà nó tinh tế kìa, nó dừng ngay đúng cái lúc cần dừng á. Cảm giác của bé này giờ hơn cả yêu. Thôi, coi như là chúng ta đã nói chuyện nãy giờ rồi. Bây giờ đã lúc mình để tay mình nút bấm để quyết định các bạn. Tuy rằng các bạn còn nhỏ tuổi nhưng các bạn rất là chín chắn ha. Các bạn đã trải nghiệm tình yêu rồi. Chúng ta có thể quyết định về hứa tương lai sắp tới là có đồng ý hẹn hò hay không. Ba. Quyết liệt vậy đi. Quá là cá tính. Thích con bé này quá. Rồi nắm tay đi. Chính thức các bạn hẹn hò đó. Bây giờ mình xin phép gia đình hai bên ha. Dạ xin phép bác con hẹn hò với em Nhi. Bác chúc cho hai đứa nếu mà có duyên nợ với nhau thì đến với nhau. Dạ cảm ơn bác. Dạ. Rồi xin bác. Xin phép luôn. Xin phép bác cho. Dạ xin phép bác cho con hôn em Nhi một cái. Nhi cho ông Nhi. Nhi cái chào. Phải cho thôi. Thôi chúc hai đứa đã nhớ mãi ngày hôm nay và lấy đó làm động lực để ta có thể bồi dưỡng cho mối tình này nó đẹp, nó dài và tiến tới xa hơn nữa nha. Yeah. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity
trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Em là một cô gái hiền, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Những cái bạn nữ nào mà nhõng nhẽo hay tóc một xíu thì em cũng hay mềm lòng. Cái quan điểm của em là học có quan hệ chứ không nhân. Thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả chào ở em. Trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên Đinh Chí Thiện. Em năm nay 32 tuổi, em đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Hiện tại em làm nhân viên văn thư ở trường học. Còn em? Dạ, em tên là Mỹ Thảo, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán thống kê tại công ty Quạt Điện Sinco. Dạ, quê em ở Ninh Thuận. Ở đâu em làm ở đâu? Dạ, ở bên Bình Tân ạ. Em nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì em là một cô gái hiền, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì em hơi khó tính một xíu ạ. Dạ, em thì cái cảm xúc của em nó hay bị tụt ạ, nó bị tụt cảm xúc. Lý do tại sao vậy? Nhiều khi mình đang vui á, xong cái mình đang ngồi mình vui mà có ai đó đi ngang qua cái đánh mình cái mạnh quá thì lúc đó mình cấu lên luôn. Còn bạn trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ em điểm mạnh của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập cao, thẳng thắn, thiệt thà. Điểm yếu thì bởi vì thẳng thắn thiệt thà nên thường hay có khi thua thiệt. Với là em có điểm yếu là em cũng hay dễ mềm lòng. Những cái bạn nữ nào mà ví dụ như nhõng nhẽo hay khóc một xíu thì em cũng hay mềm lòng. Rồi sau này em có bạn gái rồi mà những bạn gái khác mà nhõng nhẽo vậy thì em có mềm lòng không? Không chị, em chỉ mềm lòng với người yêu thôi chứ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em hiện tại là trước giờ là em có 3 mối tình rồi. Em mối tình nhất là kéo dài 2 năm. Ngắn nhất là mới đây luôn. Rồi 3 mối tình đó thì em thấy em có sơ suất gì trong 3 mối tình đó không? Không có sơ suất gì. Không có sơ suất sao chia tay? Phần là do bạn nữ có tình yêu mới. Có đổ thừa cho bạn nữ nữa phải không? Như vậy có nghĩa là lý do là do em bị bạn nữ bỏ đúng không? Dạ. Không lẽ ba cô bỏ hết em ba cô? Đi vậy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Chắc có lẽ là em thiếu quan tâm đến cho nên bạn buồn, bạn mới có người yêu khác chứ. Xui vậy. Bên kia mấy mối tình? Em có một mối tình được 2 tháng. Em với anh này cũng tình cờ quen nhau qua cái buổi cà phê bạn bè. Rồi anh này có số điện thoại của em, cái ảnh về anh cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm em kiểu đặc biệt lắm chị. Rồi cái ảnh tỏ tình, ảnh biết cái lịch làm việc của em khi nào rảnh á, rồi ảnh qua đưa đón em đi ăn, đi chơi, xem phim. Mà cái này cũng là anh này cũng là cái gu của em đó chị, đẹp trai, cao to, em đã thích nữa. Công việc thì ổn định thì em cũng chấp nhận quen luôn. Xong cái quen được 2 tháng ảnh tiều, không có còn nhắn tin quan tâm tới em nữa. Xong cái em cũng thấy lạ lạ. Dạ, cái em gọi điện em cũng hỏi, rồi em cũng gặp em cũng hỏi mà ảnh không có cho em lý do, im re, rồi anh nói anh bận, rồi không trả lời gì nữa. Mà cái lúc mà hai đứa em quen á,
thì em cũng có nói rõ cái quan điểm của em là không có quan hệ trước hôn nhân. Chắc ổng thấy em khô khan rồi không có biết chiều chuộng gì đó nên à. Rồi bạn trai bạn nghĩ gì về quan điểm này? Em cũng đồng ý với cái quan điểm của bạn nữ đó. Thì em thấy cái đó là nó quan trọng với người phụ nữ và mình à, nên dạ. giữ cho tới lúc mà mình có một cái mối quan hệ mà nó thật sự là nó phải tiến tới hôn nhân. Có khi nào mà em có nghĩ rằng đó nó bị nguyên tắc quá không? Em cũng không biết mọi người phụ nữ khác suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với em thì mình nên cái đó là bất di bất dịch. Em mong muốn là cái người bạn trai của em sẽ phải như thế nào? Em muốn người bạn trai của em chăm lo cho cuộc sống gia đình, năng động. Tại vì em cũng ít nói á chị, nên em cũng muốn một người bạn nam nói nhiều, tạo cái tiếng cười cho mình cả ngày á. Có thích đẹp trai không? Dạ thích. Cao bao nhiêu? Dạ cao 1m65 trở lên chị. Da trắng hay đen? Dạ da ngăm ngăm thôi chị. Ngăm ngăm thôi phải không? Tôi đi qua tôi coi luôn nè. Da ngăm có. Được cái là nói luôn nè. Có. Cười tươi có. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Anh Linh nói đúng á, da ngăm đen có luôn, cao có luôn, cười tươi có luôn. Dạ. Còn em, cái mẫu bạn gái của em là như thế nào? Về bạn nữ thì em có yêu cầu em thích một bạn nữ ngoại hình cao khoảng 1m58 trở lên. 1m58. Da trắng. Ngoại hình cân đối và hơi bánh bèo xíu. Quá bánh bèo luôn. Đừng có tomboy quá. Dạ, quá bánh bèo luôn ạ. Quá bánh bèo luôn, em yên tâm ha. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai, đừng có dây thun. Hả? Dạ. Em có giờ dây thun không cưng? Dạ không ạ, à. Em cũng ghét người mà hay bị giờ dây thun lắm chị. Em là phải đúng giờ, hẹn cái giờ đó là phải có giờ đó, hoặc là sớm hơn xíu, hoặc là trễ hơn thì phải thông báo cho bạn kia biết. Em không thích điều gì nhất ở đàn ông? Dạ em không thích bạn trai ở dơ với lại hôi hôi. Không có hôi, thơm. Mỗi ngày mỗi tắm đúng không? Dạ mỗi ngày mỗi tắm. Thậm chí có ngày tắm 2 lần đúng không? Dạ. Ok. Nói chứ ít có đàn ông nội dơ lên em ơi. Tại có vì... những người mà không tắm luôn á. Tại vì người ta không có gia đình, người ta làm biếng tới bê bối chứ. Thử có gia đình coi người ta tắm ngày mấy chập luôn á. Không hút thuốc nữa anh? Có không em? Dạ không. Không luôn, rồi gì nữa? Dạ, không gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ không luôn. Được chưa? Dạ được. Mình hiểu nhau, mình yêu nhau, mình tới độ phải cưới rồi thì có chuẩn bị gì chưa? Dạ có rồi. Cái gì? Tiền hay là nhà? Nhà ở chung với ai? Nhà thì ở chung với ba mẹ, nhưng mà có 2 nhà. Có 2 nhà phải không? Vậy ba mẹ cho nhà kia đúng không? Dạ. Em đi với ai? Dạ hiện tại em đi với mẹ em. À rồi có mẹ. Nhà à, xin chào hai MC Nguyễn Linh với lại Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Thì chí Thiện nó rất là hiền, cũng ít nói chứ không có nói nhiều. Còn về vấn đề gia đình mà nhà cửa chuẩn bị để đám cưới thì nhà đã lo rồi, tại vì có thằng trai phải lo nhà cửa rồi sẵn. Thì tôi cũng đồng ý với cái quan niệm của cô bé này. Thấy cháu ở đây rất là dễ thương. Tôi thấy xinh đẹp, thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á. Dạ rồi, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn cô. Dạ. Còn em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, anh họ, chị đồng nghiệp với bạn em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh lại chị Hồng Vân. Em chào bác gái ạ. Thì em thấy cũng bạn trai cũng gọi là được. Còn quan trọng là hai em có đến được với nhau là tùy ở hai em. Cổ vũ cho hai em vậy thôi. Cổ vũ. Thôi bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bó hoa tặng em với lại một cái bức tranh thư pháp. Thì cái tranh thư pháp này nó ghi một cái chữ là chữ duyên. Thì ở đây là cái nói lên cái quan điểm tình yêu của anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mà tặng anh cái quyển sách này. Cái này là 8 nhà ba mẹ em trồng. Thì hôm nay ba mẹ em không tới đây được, nên ba mẹ gửi vào đây để em tặng cho anh. Em mời anh Huyền Linh ạ. Thế là em mời chị Hồng Vân luôn ạ. Rồi. Đây để em đây luôn, để em đây luôn đi. Dạ, anh ăn thử một trái đi xem nó có hương vị như thế nào ạ. Ủa rồi trái nhiều không vậy bé? Dạ nhiều ạ. Ồ vậy đó hả? Dạ nguyên một vàng luôn ạ, một vàng thì... Quá ngọt luôn. Cho Vân miếng. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Thôi cho Vân một trái lớn. Trời ơi coi ghê chưa. Táo này nó ngọt cũng giống như là cái sự ngọt ngào của em vậy đó. Anh mở ra đi, cái trang đầu tiên em có thả thính đó. Hy vọng là anh sẽ dính thính của em. Không người nào có thể trở về quá khứ để bắt đầu thêm lần nữa.
nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để viết một kết thúc khác hoàn hảo. Có chấm dính không anh? Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh có cái sự điềm tĩnh. Anh có năng động không? À, anh cũng năng động, cũng hay tham gia những cái hoạt động xã hội. Em công việc của em hiện tại là em làm ở Bình Tân ha? Dạ, em là ở Bình Tân. Em ở trọ ở Bình Tân luôn hay sao? Dạ, em ở trọ ở Bình Tân luôn. À, em có ngại làm dâu Biên Hòa không? Dạ không ạ. Em sống ở hướng nội, thích quan tâm tới gia đình. Chị em nghĩ là cái việc làm dâu thì không có khó khăn gì em. Anh dạ. Nghĩ là phụ nữ giữ tiền thì cũng tốt. À, em ta... Dạ, thì lương của anh thì anh đưa cho em 8 thôi, còn anh giữ lại 2 để anh đi xài. Ca hát văn nghệ gì đi cho nó bớt căng thẳng coi, thấy hai đứa căng dữ vậy. Hát hò để vui đi. Trời ơi. Thì anh không còn một trái, tôi chưa từng thấy ai như ông đó mối. Ngon nó ngọt lắm. Xong chừa cho tôi một trái. Gửi cái dĩa nha. Dạ. Thôi hát giao lưu đi. À, em có thích nhạc trẻ không? Anh sẽ hát một bài nhạc trẻ tặng em. Dạ. Đứng lên sẽ hai hát đứa bài nhau, Vì Yêu để tặng em. Chờ em sang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm mong em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố. Sức mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Hát đáp lại liền. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, rồi, rồi các bạn về chỗ đi nào. Về đây. Nếu như trái tim rung động thì chúng ta bấm nút. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Và ba. Các bạn chưa bấm nguyên tắc chứ sợ luôn. Đấy, nắm tay được rồi đó. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. À, không cái đi, không cái đi, không cái nè. Rồi. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chương trình nha. Dạ. Cầm tay con gái đi đó. Hai đứa nắm tay thật chặt nha. Cầm quá trời. Nắm tay nhau thật chặt. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
em trải qua hai mối tình ạ. Do một cái khoảng cách giống như sao mặt cách lòng, sao mặt nó cách lòng rồi bạn nữ quen người khác rồi chia tay. Em thì cũng có ba mối tình, cũng chia tay tầm 4 năm rồi. Người Việt hay là người Nhật? Cả ba đều là người Nhật. Anh sẽ có thể mượn tay em không ạ? Dù trong xảy ra bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì anh sẽ sẵn sàng luôn nắm tay em. Hai cái đam mê lớn nhất của em là đam mê ăn và đam mê ngủ. Em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Rồi, chưa về tính về hưu rồi. Rồi sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? Tại chị ở chung phòng, hai chị em ở trọ, ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng chị. Hai chị em không có đi đâu nữa, ấy không ai tin chứ. Nên chị đăng ký em thử nghiệm trước cho chị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 chủ nhật trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.